Sáng nay mùng 2 tháng 7, công ty VPF đã tổ chức hội thảo trực tuyến với đại diện 14 câu lạc bộ đang tham dự giải vô địch quốc gia LS 2021 để bàn về công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Tham dự cuộc họp trực tuyến có ông Trần Anh Tú, ủy viên thường trực ban chấp hành liên đoàn bóng đá Việt Nam, chủ tịch hội đồng quản trị công ty VPF, ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Minh Ngọc, phó chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty VPF cùng đại diện lãnh đạo 14 câu lạc bộ tham dự giải vô địch quốc gia LS 2021. Công ty VPF đã xây dựng đề xuất phương án thi đấu tập trung đối với giải vô địch quốc gia LS 2021 với quỹ thời gian cần tối thiểu 23 ngày để tổ chức các vòng đấu còn lại của giải vô địch quốc gia LS 2021. VPF có phương án đề xuất chọn các cụm sân khu vực phía Bắc gồm 9 sân vận động, hàng đấy liên đoàn bóng đá Việt Nam, thanh trì tại thành phố Hà Nội, PVF Hưng Yên, Việt trì Phú Thọ, Cẩm Phả Quảng Ninh, Thiên Trường Nam Định, Lạch chạy Hải Phòng và sân Thanh Hóa tại tỉnh Thanh Hóa. Tại cuộc hội thảo trực tuyến, 14 câu lạc bộ đang tham dự LSV Link 1 2021 đều hoàn toàn ủng hộ kế hoạch tổ chức thi đấu tập trung cũng như quỹ thời gian để tổ chức giải đấu do VPF đề xuất. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF đã đề nghị công ty VFF cần nhanh chóng báo cáo cụ thể lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam và xin chủ trương phê duyệt của ban chấp hành VFF để tiếp tục tổ chức một giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát cũng như được sự cho phép của chính phủ và các cơ quan chức năng có liên quan. Cùng với VPF, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng sẽ có những văn bản để các địa phương tổ chức để có những hỗ trợ cho các câu lạc bộ. Kết luận của hội thảo trực tuyến với 14 câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia sáng nay, ông Trần Anh Tú, ủy viên thường trực ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, chủ tịch hội đồng quản trị công ty VPF, đã gửi lời cảm ơn đến các câu lạc bộ khi có sự chia sẻ đồng thuận cùng công ty VPF để cùng hoàn thành mục tiêu chung của một giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021.